Chị cố tình gạ ấm tôi lại đúng không? Ê, dở hơi à? Cậu nói linh tinh cái gì ấy? Thì chính chị mời tôi ở lại ăn dỗ mà, đúng không? Cậu định chơi chữ cả tôi à? Tôi chỉ định mời xã giao thôi. Ai ngờ cậu ở lại thật. Tự nhiên như ruồi. Em thắp hương cho bà giúp anh. Hôm khác sẽ đến tạ lỗi với bà sau. Đừng buồn nhé cô gái. Dạ cái vậy. Mà ship đồ đến như thế này là vớ vẩn rồi. Tôi thật. Chân thì đau. Đồ nặng như thế này mà không có tôi bê giúp ý, thì chị vỡ mồm. Tôi không nhờ được người khác chắc. Nhờ được. Nhưng mà chắc chắn là không đẹp trai bằng tôi. Tại sao hôm nọ chị lại dùng tôi để chiêu thức anh ta? Để làm gì? Vì tôi thích thế. Cậu nghĩ anh ấy tin cậu là bạn trai của tôi chắc? Còn lâu. Nhìn lại mình nè. Tôi làm sao? Cậu không xứng. Chẳng liên quan gì cả. Cái gì? Tôi không xứng á? Chị bảo tôi không xứng với chị đúng không? Chị nghĩ chị xinh mà kinh à? Tại sao mấy người có một tí nhan sắc, một tí học vấn, một tí tiền rất hay khinh thường người khác nhá? Hả? Chị bảo tôi không xứng với chị. Mà tỉ dụ nhá, chị có thích tôi ấy, đây là tỉ dụ thôi, chắc gì tôi đã ưng. Ở quê tôi ấy, tầm tuổi như chị ế sưng rồi đấy. Mình có tuổi rồi ấy, mà mình vẫn chưa lấy được chồng thì cũng là điều bình thường. Chấp nhận đi, có gì đâu mà phải khó chịu, đúng không? Tôi không thể có tinh thần lạc quan như cậu. Còn cậu ấy, ngoài việc chạy lăng xăng xung quanh thằng em mình, cậu có mục tiêu nào khác cho bản thân không? Mục tiêu gì là mục tiêu gì? Ví dụ như là gia đình, công việc, ước mơ. Cứ chạy theo nó mãi thế à? Rồi sau này nó cũng sẽ lập gia đình, có cuộc sống riêng. Cậu mà cứ tiếp tục đeo bám thế thì sẽ thành gánh nặng cho em trai của mình đấy. Sao? Sao tưởng không có mặc cảm gì? Chém. Nghe xong rồi không muốn bê hộ nữa đúng không? Tôi tự. Thôi, đưa đây. Tôi chả việc gì phải vì mấy câu nói của chị mà giận dỗi cả. Tôi cứ thấy đúng tôi làm. Ăn nhiều thịt tích mỡ, tay to như cái phích ấy. Ăn nhiều rau mới nhiều chất xơ, trẻ lâu. Thế thì cậu lại chẳng biết gì rồi. Động vật ăn thịt đều săn chắc, dũng mãnh. Yếu đuối chỉ có bọn ăn cỏ. Ai bảo như thế? Châu bò yếu đuối lúc nào? Kéo xe mầm ra. Thế hôm nào xe tôi hỏng, tôi nhờ cậu đến kéo thử nhá. Nào, lại bắt đầu đấy. Thôi, con nào khỏe hai đứa cứ bàn nhau tiếp nhá. Bố sang đánh ván cờ với cả bác Chiến, dục quá rồi. Bố để hai bọn con ở nhà làm trò đá. Cái Yên có làm gì đâu mà chưa gì đã cuống lên rồi. Mà đường đường đàn ông đàn áng lại còn là chủ nhà nữa. Mà ví dụ nó có làm gì thật ý, thì kêu toáng lên. Hàng phố đầy lên này. Thôi bố đùa thôi. Hai đứa cứ ngồi ăn. Tí về bố dọn cho. Nhớ chú ạ. Đây rồi. Sang ngay đây. Chị cứ ăn tự nhiên đi. Sao vậy? Ăn thêm miếng rau nữa cho nó bớt cái tính hùng dữ đi. Sao thế? Đồ nhát gan. Còn lâu nhá. Chẳng qua là tôi trêu cho chị đỡ ngại thôi. Ô, thế không phải là trêu cho đỡ hồi hộp à? Này, cứ làm như cậu chưa ngồi ăn với con gái bao giờ ấy. Sao lại chưa? Ngồi ăn vì cái đông nhá. Với chị nhá. Rồi là ăn với hội học cấp 3 cùng. Thế không ngồi ăn với bạn gái bao giờ à? Chưa.
cậu tuổi sắp băm đến nơi rồi mà chưa yêu bao giờ á? Chưa. Nhưng mà nói chung là yêu đương thì có gì hay ho. Tôi quên, cậu yêu em trai mình hơn. Nào, lại bắt đầu ấy. Chẳng qua là hôm nay chị buồn cho nên tôi tha đấy nhá. Này. Cảm ơn.